Lợi tha. Một, định nghĩa. Lợi là ích lợi, tha là người khác. Lợi tha là làm tất cả những gì có lợi cho người và vật khác. Lợi tha là phản nghĩa của ích kỷ, của lợi kỷ. Trong đạo Phật, lợi tha là một vấn đề tối quan trọng. Nó hàm chứa hầu hết công việc của một người Phật tử. Một công việc gì chỉ có tánh cách lợi kỷ thì công việc ấy không phải là một công việc có giá trị, có thể giúp người Phật tử tiến bước trên đường đạo. Người Phật tử không bao giờ chỉ thấy có mình mà không thấy có người, có vật khác, chỉ làm lợi cho mình mà không làm cho người hay vật khác. Hai La Mã. Tánh chất lợi tha của Phật. Trong đạo hay ngoài đời đều có lợi tha. Trong lịch sử nhân loại, không biết bao nhiêu là gương hy sinh cao cả của những bậc anh hùng, chí sĩ, bác học, triết gia đã giúp ích đắc lực cho nhân loại. Nhưng dù sao, những hành vi lợi tha này cũng còn thiếu sót một vài khía cạnh, hoặc nó thiên về phần vật chất nhiều hơn tinh thần, hoặc nó hạn cuộc trong phạm vi một đời sống, hoặc nó còn thấy có nhân có ngã, có kẻ làm ơn và kẻ mang ơn. Lợi tha trong đạo Phật gồm đủ cả hai phương diện vật chất và tinh thần, nhất là tinh thần, thế gian và xuất thế gian, hiện tại và vị lai. Nó không thấy có nhân và có ngã, không phân biệt kẻ làm ơn và người mang ơn. Lợi tha trong đạo Phật có nhiều thứ. Một, lợi tha về vật chất. Có hai thứ là ngoại tài thí và nội tài thí. Ngoại tài thí là đem những vật thực, đồ đạc, tiền của mình cho người hay vật. Nội tài thí là lấy sức lực, tài năng, thời giờ, thân mạng của mình làm lợi ích cho người hay vật. Hai nhỏ, lợi tha về tinh thần. Cũng có hai thứ, vô quý thí là làm cho người hay vật hết lo lắng, sợ hãi khi họ đang gặp một tai nạn hay đang sống trong cảnh lo lắng phập phồng. Nói một cách khác là trấn tĩnh người và vật, đem lại cái yên ổn cho tâm hồn họ. Pháp thí là đem giáo pháp của Phật ra giảng dạy cho người xung quanh, làm cho họ rõ biết đường lối tu hành để thoát ra khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Trong hạnh bố thí, muốn cho được rốt ráo đầy đủ mọi phương diện thì phải bố thí ba la mật, là một trong sáu pháp tu của những vị theo hạnh Bồ Tát. Bố thí ba la mật là bố thí mà không vì danh vì lợi riêng, không phân biệt kẻ quen người lạ, kẻ thân người thù, kẻ sang người hèn, không so đo số lượng bố thí là ít hay nhiều, là quý hay không, không chấp ta là người bố thí, kẻ kia là người thọ thí. Pháp bố thí này dựa trên trí tuệ, từ bi và bình đẳng của Phật. Những tánh trên này đã không hạn cuộc trong không gian và thời gian, nó sang bằng nhân và ngã. Cho nên pháp bố thí này có tánh cách rộng rãi tuyệt đối. Nhưng lợi tha không phải chi hạn cuộc trong sự bố thí, dù hình thức bố thí ấy rốt ráo đầy đủ bao nhiêu. Lợi tha còn nằm trong những thể thức, phương tiện khác như ái ngữ, nghĩa là dùng lời nói nhẹ nhàng, êm ái, đầy yêu thương trong khi tiếp xúc với người chung quanh. Nhờ lời nói ôn tồn, dịu ngọt ấy mà người đối thoại với ta thêm lòng tin, càng hăng hái làm việc, cảm thấy được sống trong một làn không khí hòa thuận tình yêu. Lợi hành là làm tất cả những điều có lợi ích cho mọi người, làm chứ không phải bố thí. Như dạy người học, giúp công an việc làm, tìm cách nâng cao đời sống của đồng loại, vân vân. Đồng sự là cùng làm công việc với người, cùng sống trong hoàn cảnh của họ, để hiểu họ, nâng đỡ, cảm hóa họ, dần dần hướng họ về con đường đạo đức tươi sáng. Bốn cách làm lợi ích cho người như thế gọi là tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Ba La Mã. Công năng của lợi tha. Như trên đã nói, nhờ lợi tha mà về vật chất, người xung quanh ta được no ấm, có nơi ăn chốn ở; về tinh thần, đỡ lo sợ, sống an vui, có đạo đức, tin tưởng ở đời sau, và có thể giải thoát được cảnh giới tối tăm này để sống ở một cảnh giới tốt đẹp hơn. Tánh lợi tha càng rộng lớn thì lợi ích lại càng lan xa, từ một vùng đến một tỉnh, từ một tỉnh đến một nước, từ một nước đến nhiều nước,
từ người đến vật, từ vật đến cỏ cây. Tánh lợi tha không những chỉ ích lợi cho người khác mà cũng ích lợi rất nhiều cho chính người làm lợi tha nữa. Nhờ lợi tha mà người ta mở rộng lòng từ bi, trao dồi trí tuệ, áp dụng tánh bình đẳng của Phật. Bốn La Mã, gương lợi tha của Đức Bổn Sư Thích Ca. Không phải nói nhiều, ai cũng đã biết Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện xuống cảnh Ta Bà này, làm gì lòng lợi tha rộng lớn, muốn cứu độ chúng sanh. Ngài đã lìa bỏ gia đình, ngôi báo, danh vọng cũng vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh. Ngài thuyết pháp trong suốt 49 năm cũng chỉ vì muốn cho tất cả mọi người đều được thành Phật như mình. Suốt đời, Ngài chỉ đeo đuổi một mục đích cao cả là tự giác, giác tha, tự độ, độ tha, tự lợi, lợi ta. Từ ý nghĩ, lời nói đến việc làm, Ngài đều hướng về mục đích ấy. Ngài không từ bỏ một việc làm mà cử chỉ nhỏ nhặt nào nếu nó có thể đem lại lợi ích cho chung quanh. Ngài đã sâu kim cho một người già giả giận dữ để đuổi một con nai xa nơi nguy hiểm, dạy cách cày bừa có hậu quả cho một người làm ruộng. Khi Ngài đã già yếu mà vẫn không ngừng đi thuyết pháp độ sanh, các đệ tử khuyên Ngài hãy tịnh dưỡng, nhưng Ngài gạt đi và nói một câu đầy ý nghĩa: các người đừng khuyên ta như thế, ngày nào ta còn hiện hữu trên cõi đời này thì ngày ấy phải không vô ích. Năm La Bả, người Phật tử phải dưỡng tánh lợi tha như thế nào trong đời sống hàng ngày? Mỗi chúng sanh đã có Phật tánh thì tất nhiên cũng đã có tánh lợi tha, là một khía cạnh của tánh Phật. Chúng ta hãy noi gương lợi tha của Phật Thích Ca để nuôi dưỡng tánh lợi tha của ta. Đừng bao giờ từ chối một việc lợi tha nào dù nhỏ bao nhiêu. Lượm một hòn đá giữa đường, quăng một cành gai vào bụi đều là những công việc đáng làm cả. Nói một lời dịu dàng hòa hảo, an ủi dỗ về người lo sợ buồn phiền với một vài câu phấn khởi, đó là những việc lợi tha không nên bỏ. Chỉ bày cho người chung quanh những điều hay lẽ phải, hướng dẫn họ đi dần dần vào trong đạo, làm cho họ hiểu rõ giá trị của giáo lý Phật Đà mà dốc lòng tu tập, đó là những việc làm lợi ích mà người Phật tử không thể lơ là được. Từ những việc làm lợi ích tầm thường ấy, chúng ta tập tiến dần trên đường lợi tha, làm những việc ích lợi quan trọng hơn. Nếu chúng ta giàu tiền của, chúng ta hãy bỏ ra để giúp việc mở trường học, nhà thương, dưỡng đường, ký nhi viện, ấu trĩ viện, dưỡng lão viện, làm đường xá, cầu cống, đào sông ngòi. Nếu không có tiền của, chúng ta hãy làm những nội thí như đi dạy lớp bình dân, góp một số giờ vào các dưỡng đường, ký nhi, ấu trĩ hay dưỡng lão viện. Nếu chúng ta trí thông minh hơn người, có ý chí mạnh mẽ thì quyết tâm học tập để trở thành những nhà trí thức lành mạnh, có tâm hồn xây dựng những nhà bác học, triết gia, nhất tâm phụng sự cho đời. Với một chí nguyện lớn hơn nữa, chúng ta quyết tâm tự giác để giác tha, tự độ để độ tha. Làm được như thế, nuôi dưỡng tánh lợi tha đến trình độ viên mãn, ấy là chúng ta thành Phật. Nhẫn nhục. Một La Mã định nghĩa: nhẫn nhục do chữ sàng đề trong Phạn ngữ mà ra. Nhẫn là nhịn, là nín, là chịu đựng. Nhục là sỉ nhục, là nhơ nhuốc xấu hổ. Nhẫn nhục là nhịn nhục, chịu đựng những điều nhục nhã xấu hổ, lao khổ cho đến độ cùng tột rốt ráo. Nhẫn nhục là đức tánh trái lại với tánh nóng giận oán thù. Ở đây chúng ta không nên ngộ nhận chữ nhẫn nhục như người ta thường hiểu ở giữa đời. Nhẫn nhục ở đời là thứ nhẫn nhục không rốt ráo, chỉ có hình thức bên ngoài chứ không đi sâu vào bên trong. Nghĩa là trước một sự bất công, một điều sỉ nhục, người nhẫn nhục không tỏ ra phản đối trong lời nói, trong cử chỉ, nhưng trong lòng họ vẫn không dằn được cơn tức giận phẫn uất. Thứ nhẫn nhục ấy không phải là nhẫn nhục của đạo Phật. Vậy tánh chất của nhẫn nhục trong đạo Phật như thế nào? Chúng tôi xin trình bày ở đoạn dưới đây. Hai La Mã, tính chất nhẫn nhục trong đạo Phật. Nhẫn nhục theo giáo lý Phật Đà phải gồm đủ ba phần là:
thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn, nghĩa là ở nơi thân thì cam chịu đau khổ mà không đối phó lại bằng cử chỉ hành động trả thù, ở nơi miệng không thốt ra những lời hung ác, nguyền rủa, và nhất là ở trong lòng thì cũng phải dẹp xuống, đánh tan cơn tức giận, nỗi oán thù, không cho nó dương lên dùng dậy. Nếu không dẹp được sự giận dữ, phẫn uất ở trong lòng thì chưa gọi được là nhẫn nhục theo nghĩa trong đạo Phật. Hơn nữa, người theo pháp nhẫn nhục phải luyện cho đến trình độ không thấy có người làm mình khổ nhục, có nỗi khổ nhục và người chịu khổ nhục. Nhẫn nhục ở đây có tánh cách bao la rộng lớn, không phân chia biên giới, vì nó bắt nguồn từ lòng từ bi, từ trí tuệ và bình đẳng tuyệt đối của Phật tánh. Cho nên người dưỡng tánh nhẫn nhục muốn thành tựu phải dựa nơi ba đức tính trên làm căn bản. Ba la mã công năng của nhẫn nhục. Một trong những đại họa của cõi đời là tánh giận dữ, oán thù. Có thể nói một cách không quá đáng rằng lửa giận đã đốt thiêu một nửa cõi đời, một nửa công lao của loài người từ ngày có nhân loại đến nay. Cho nên tánh nhẫn nhục là một phương thuốc thần diệu để dập tắt lửa sân hận. Về phương diện cá nhân, người nhẫn nhục làm cho người chung quanh cảm mến vì nét mặt hiền diệu, vì lời nói hòa nhã, vì cử chỉ khoan hòa. Người nhẫn nhục tâm trí được sáng suốt, xét đoán phải lẽ, không mắc những lầm lỗi đáng tiếc vì thiếu bình tĩnh. Thân tâm người nhẫn nhục luôn luôn được an lạc nhẹ nhàng. Và do những điều trên, người nhẫn nhục dễ thành tựu trong mọi công việc, trong đời mình. Về phương diện gia đình, nếu mọi người trong nhà đều nhẫn nhục, thì cảnh gia đình luôn luôn được hòa thuận, tình yêu, ấm cúng. Người ta thường nói, thuận vợ, thuận chồng, thì tác biển Đông cũng cạn. Thiếu đức tính nhẫn nhục, sự hòa thuận trong gia đình không bao giờ có thể thực hiện được. Và không hòa thuận thì gia đình trở thành một cảnh địa ngục nho nhỏ mà mỗi người đều muốn đạp đổ để thoát ra. Về phương diện xã hội, nhẫn nhục làm cho tình đoàn kết có thể thực hiện được, sự chung sống được êm đẹp, chiến tranh không xảy ra, hòa bình được củng cố, cõi đời sẽ trở thành một lạc địa. Về phương diện tu hành, nhẫn nhục như là một hòn đá thử vàng, như là một lò luyện kim khí. Nó làm cho người tu hành luôn luôn phải cảnh giác, đề phòng trước những nghịch cảnh. Nó bắt buộc kẻ tu hành luôn luôn phải vận dụng lòng từ bi, ánh sáng trí tuệ, tinh thần bình đẳng để phá tan giận dữ, oán thù. Nó dẹp lần ngã mạn, ngã ái và công phá luôn thành trì cuối cùng của chúng là cái ngã. Do đó người tu hành chứng được vô ngã và vô sanh. Bốn la mã gương nhẫn nhục của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sức chịu đựng của Đức Thích Ca trong bước đi tìm đạo của Ngài thật là một gương sáng cho chúng ta. Từ một vị thái tử sống trong nhung lụa, Ngài trở thành một kẻ không già, lặn lội hết khu rừng này đến ngọn núi khác, chịu lạnh chịu nóng, nhịn đói nhịn khát, tìm học với tất cả mọi người, không sợ nhục nhã, xấu hổ khi phải hỏi những điều mình chưa biết. Khi tu khổ hạnh với bọn ông Kiều Trần Như, thấy không có kết quả, Ngài rời họ, trở lại ăn uống như thường và đã bị họ chế giễu, khinh bỉ. Nhưng Ngài vẫn điềm nhiên như không, chỉ một dạ quyết tâm tu học. Khi đắc đạo, trở thành một đấng chí tôn, Ngài bị Đề Bà Đạt Đa nhiều lần quấy phá, nào thả vô dữ, nào lăn đá từ sườn núi cao xuống mình Ngài. Nhưng không một lần nào Ngài tỏ ra vẻ phẫn nộ, bực tức. Khi bị thương nhẹ nơi chân vì hòn đá của Đề Bà Đạt Đa lăn xuống, Đức Phật đã điềm nhiên bảo các đệ tử rằng Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức của Ngài. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Ngài mau thành Phật. Khi bị ngoại đạo âm mưu sai người đến nhục mạ Ngài giữa đại chúng, Phật lặng thinh để cho người ấy giết mắng. Cuối cùng Ngài chỉ hỏi lại một câu, nhưng hàm bao nhiêu ý nghĩa thâm thúy mà chúng ta cần phải nhớ lấy nằm lòng trong khi tập tánh nhẫn nhục. Ngài hỏi người nọ, khi ngươi đem cho ai một món gì mà họ không nhận thì ngươi làm thế nào? Thì tôi đem về. Ở đây cũng vậy, ta không nhận những lời nhục mạ của ngươi, ngươi hãy đem về đi. Hơn ai hết,
Ngài hiểu rõ công dụng lớn lao của nhẫn nhục, nên trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dặn các đệ tử: nếu có người đến chặt tay chân các ông hoặc xẻo mũi các tai, vân vân, các ông cũng phải nhiếp trì tự tâm. Chớ nên móng niệm sân hận mà làm trở ngại đạo bồ đề của các ông, và chớ thốt ra lời nói hung ác mà bị lửa sân hận đốt thiêu rừng công đức của các ông. Phật còn tán thán những người nhẫn nhục với một câu nói đẹp đẽ như sau: người nào ngăn được phẫn nộ sắp phát ra, như dừng được chiếc xe đang chạy nhanh, như thế mới được gọi là thiện ngữ, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương mà thôi. Năm La Mã, người Phật tử phải nuôi dưỡng tánh nhẫn nhục như thế nào trong đời sống hàng ngày? Trước tiên, người dưỡng tánh nhẫn nhục phải nên nhớ luôn điều này: không phải vì để được người đời tán thán khen ngợi mà ta nhẫn, không phải vì sợ sệt trước oai lực của kẻ khác mà ta nhẫn, không phải vì mong được chức tước quyền lợi mà ta nhẫn, không phải vì lười nhác muốn buông xuôi tay cho khỏe trước cuộc đời bất công mà ta nhẫn, không phải vì không biết nhục nhã thiếu nhân cách mà ta nhẫn. Nếu vì những lý do trên mà ta nhẫn, thì cái nhẫn ấy còn nguy hại hơn là sự phẫn nộ, vì nó là tay sai đắc lực của dục vọng, tham lam, kiêu mạn, hèn nhát, ích kỷ. Ta nuôi dưỡng tánh nhẫn nhục là vì một đại nguyện, một mục đích cao quý, một tình thương lớn lao, một trí tuệ sáng suốt. Ta nhẫn nhục làm gì? Muốn trao dồi đức tánh, muốn đối trị cái bệnh nóng giận do tham lam, ích kỷ, ngạo mạn, si mê gây ra. Cái nhẫn trên là cái nhẫn đê hèn, cái nhẫn dưới mới là nhẫn cao quý. Đúng theo ý nghĩa của giáo lý, cái nhẫn dưới mới là nhẫn mà chúng ta cần nuôi dưỡng hàng ngày. Mặc dù đứng trước một hoàn cảnh như thế nào, cử chỉ chúng ta luôn luôn dịu dàng nhã nhặn, lời nói chúng ta luôn luôn ôn tồn điềm đạm, ý nghĩ chúng ta luôn luôn sáng suốt để phân tách vì đâu có cảnh ấy, vì sao chúng ta không nên nóng giận. Ta phải luôn luôn vận dụng đến tình thương là một thứ nước cam lồ có thể dập tắt bao nhiêu lửa dữ. Ở đời có hai nguyên nhân làm cho người ta dễ giận hơn hết, đó là tánh tham lam và kiêu mạn, mất của, mất danh, mất ngủ, nên sanh ra giận. Thấy người ta phạm đến lòng tự cao, tự đại, tự mãn, tự ái của mình, nên sanh ra giận. Cho nên, muốn nuôi dưỡng tánh nhẫn nhục thì trước tiên phải cảnh giác, đề phòng, luôn luôn hai tánh xấu ấy. Phải tỉnh táo, đừng để mắc mưu chúng nó. Chúng rất quỷ quyệt, rất nhiều mưu mô. Có khi chúng mượn tiếng nói của bổn phận, danh dự, quyền lợi chung để bắt ta phải hờn giận oán thù. Có khi chúng tỉ tê bên tai ta trong đêm vắng. Có khi chúng to tiếng buộc tội hành động nhẫn nhục của ta là nhu nhược, hèn nhát. Cho nên chúng ta phải biết rõ hành tướng của những tánh xấu ấy, phải điều phục được chúng mới có thể thực hiện tánh nhẫn nhục một cách có hiệu quả. Mỗi khi một nỗi bực bội, chán chường, oán tức sắp nổi dậy, chúng ta hãy bình tĩnh đọc đi đọc lại mấy câu thơ dưới đây: nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận, nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên từng thử đắc, hưu hưu hưu, cái thế công danh bất tự do. Nhẫn nhẫn nhẫn, thân nhẫn, miệng nhẫn, tâm nhẫn, thì những điều trái chủ quan gia từ đây dứt hết. Nhịn 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 thì ngàn tai buông họa đều tiêu tan. Nín 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 thì cảnh giới thần tiên vô hạn cũng do đấy mà được. Thôi 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 thì những công danh lớn lao nhất trên thế giới cũng không làm gì được ta. Làm được như thế trong mọi địa hạt, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian, thì tánh nhẫn nhục của Phật đã sẵn có ở trạng thái tiềm phục trong ta sẽ được hoàn toàn biểu lộ. Hỷ xả. Một La Mã định nghĩa: hỷ là vui, hay muốn nói cho đủ là tùy hỷ, vui theo, cùng vui với người khác. Phản nghĩa của hỷ là ưu, buồn phiền. Xả là bỏ, không chấp, không ghi giữ trong lòng. Phản nghĩa của xả là cố chấp. Hỷ xả là hai hạnh lành, có hai nghĩa, hai phạm vi.
Nhưng thường người ta hay nói chung với nhau vì chúng nó có tương quan mật thiết, làm nhân làm quả cho nhau. Trong một tầng bậc thấp thì xả làm nhân cho hỷ, nghĩa là muốn vui theo với người, muốn làm cho người vui thì trước tiên mình phải đừng chấp, phải xả bỏ những điều ngang trái, những điều thiệt thòi sỉ nhục mà người khác đã làm cho ta. Nếu ta chưa có thể bỏ qua những điều ấy được thì không thể nào ta vui được và làm cho người khác vui được. Nhưng trong một tầng bậc cao hơn, hỷ cũng cần phải xả. Nếu chấp chặt cái hỷ ấy, cho nó là nấc thang cuối cùng mà không rời nó để tiến lên nữa, thì cái hỷ ấy rất dễ trở thành ưu. Hai La Mã, tánh chất của hỷ xả trong đạo Phật. Hỷ của đạo Phật không có nghĩa là vui đùa một cách vô tư, không phải là không cho cái gì là quan trọng, không phải là phớt qua tất cả để được vui cười một cách ồ ạt, sôi nổi, rồi ngày mai ra sao thì ra. Hỷ đây không phải là buông thả cõi lòng để vui theo những cảnh dục lạc ở đời, cũng không phải là tán thành, tùy hỷ để cho người ta làm quấy, làm ác. Hỷ của đạo Phật là vui theo những điều chân thiện mỹ, làm vui vì thấy người khác tạo nhân lành, được quả tốt, làm vui vì mình làm cho người và chúng sanh được vui. Cái vui ở đây phát sanh từ lòng từ bi, bình đẳng, chứ không phải vì một lý do ích kỷ nào khác. Cái vui bao la, trọng lớn, toàn thiện, có tánh cách giải thoát, thanh tịnh, chứ không phải hẹp hòi thiển cận. Cái xả ở đây cũng không phải chỉ là sự tha thứ, khoan dung đối với những cái đã làm ta đau khổ, không phải chỉ là sự dứt bỏ ra khỏi lòng ta những bực bội, xót đau mà người khác đã gieo vào lòng ta, không phải chỉ là bỏ qua những gì trái tai, gai mắt đối với ta. Xả ở đây có tánh cách tuyệt đối, nghĩa là bỏ ra ngoài tất cả, không chấp trước một cái gì, dù là vật chất hay tinh thần, dù là xấu xa hay tốt đẹp, dù là ở địa vị phàm phu hay đã chứng được quả thánh. Nếu còn chấp trước, nắm giữ một cái gì là còn cái ngã, mà còn cái ngã là còn tất cả, nghĩa là còn chưa giải thoát. Nói như thế không có nghĩa là người tu hành phải nhắm mắt bịt tai để không thấy, không nghe gì cả. Không phải là dửng dưng trước mọi sự, mọi vật như đá, như gỗ. Không phải là không làm gì cả, đứng khoanh tay như tượng đá. Không, người theo hạnh xả vẫn thấy, vẫn nghe, nhưng không đắm sắc, mê thanh, không để cho lòng mình dương dấn vào cái thấy, cái nghe ấy. Người theo hạnh xả vẫn làm việc nhiều hơn ai cả, nhưng vẫn không thấy mình có làm gì cả, nhất là khi làm được những việc có kết quả tốt đẹp. Ba La Mã, công năng của hỷ xả. Nếu đem so sánh với tánh nhẫn nhục thì hỷ xả còn cao hơn một bậc. Tánh nhẫn nhục làm cho ta không phát ra nóng giận, bực tức, làm cho ta có sức chịu đựng những khổ nhục, đau xót ở đời. Nó cản ngăn cái xấu, không cho phát ra. Còn tánh hỷ xả làm cho lòng ta nhẹ nhàng, thư thái, phát ra cái vui hồn nhiên trong sáng. Nhẫn nhục như người đang gánh một gánh nặng, phải luôn luôn cố gắng đi cho đến đích. Hỷ xả như người đã trút được gánh nặng, thân xác nhẹ nhàng, tâm hồn khoan khoái, vui vẻ, không bận tâm về một điều gì nữa. Nhẫn nhục như người điều phục do dữ, luôn luôn phải đề phòng lao tâm khổ trí để cho nó khỏi phá phách. Hỷ xả như người cởi ngựa hay đã thuần, có thể thảnh thơi ngao du đây đó mà không cần chú ý đến con vật mình đang cởi. Do đó, người có tánh hỷ xả bao giờ nét mặt cũng vui tươi, nụ cười luôn luôn nở rộng trên môi, tâm hồn sáng sủa, phóng khoáng như một gian phòng rộng mà tất cả các cửa đều mở toang cho ánh sáng và không khí tràn vào. Người hỷ xả luôn luôn được cảm mến và được tiếp đón nồng hậu khắp nơi vì đã gây được tín nhiệm và đem không khí hòa vui lại cho mọi người. Riêng đối với mình, người có tánh hỷ xả không bao giờ bị phiền não quấy nhiễu, không có thù địch ngăn ngại, được nhiều trợ duyên,
cho nên dễ tiến bước trên đường đạo và mau chứng quả Bồ đề. Bốn La Mã, gương hỷ xả của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hình ảnh Đức Bổn Sư đã được người đời sau tạc lại trong các pho tượng với nụ cười hiền hòa, thanh thoát ở trên môi. Nụ cười ấy tượng trưng cho lòng từ bi hỷ xả của Ngài. Một pho tượng không có được nụ cười ấy cũng như không có được đôi mắt tượng trưng cho trí tuệ. Pho tượng ấy chưa phải là tượng Đức Bổn Sư Thích Ca vì nó thiếu mất những đức tánh căn bản cần thiết đã đưa Ngài lên địa vị Phật và đã làm cho người đời sau phân biệt được Ngài với các vị giáo chủ khác. Về vật chất, Đức Phật trước khi xuất gia đã hoan hỷ xả bỏ những gì quý báu nhất mà người phàm phu ít có thể có được: ngai vàng, điện cát, ăn ngon, mặc ấm, ngọc ngà, châu báu, vợ đẹp, con ngoan. Về tinh thần, Ngài xả bỏ tất cả những gì xấu xa mà con người có thể có do vô minh, di truyền, tập quán, nghiệp báo gây nên. Ngài bỏ qua tất cả những ác ý và hành động nhiễu hại Ngài của bọn Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế, Chàm Vô Não, cô gái ngoại đạo, Độn Bụng Du Quan cho Ngài. Ngài đã không chấp nhất buồn phiền mà còn thương xót thế độ cho họ. Ngài xả bỏ luôn tất cả những kết quả tốt đẹp mà Ngài đã thành tựu, làm tất cả mọi việc quý báu trên đời mà vẫn tự thấy không làm gì cả. Ngài hoan hỷ bỏ dần cho đến khi không còn gì để bỏ nữa. Ngài bỏ ra tất cả với một nụ cười trên môi, một nỗi thanh thoát trong lòng. Ngài vui cái vui của người khác, vui khi thấy họ tiến nhanh trên đường giải thoát, vui như cái vui của người mẹ khi thấy con nhỏ bập bẹ nói những tiếng đầu tiên hay bước những bước chập chững. Cái vui của Ngài không phân biệt thân sơ, không có từng bậc cao thấp, thoát ra ngoài dòng bỉ thử, bao giờ cũng hồn nhiên trong sáng. Nỗi vui ấy đã được thể hiện trong nụ cười bất tận ở trên đôi môi qua những pho tượng của Ngài và đã làm cho tất cả Phật giáo đồ trên thế giới cảm mến kính yêu. Năm La Mã, người Phật tử phải dưỡng tánh hỷ xả như thế nào trong đời sống hàng ngày? Trước tiên, trong phạm vi thấp nhất, người Phật tử phải tập tánh khoan hòa, độ lượng, biết tha thứ những lỗi lầm của người chung quanh. Đừng ghi vào lòng, đừng chấp nệ những lời nói, cử chỉ, hành động không đẹp đẽ của người khác đối với ta. Hãy nghĩ rằng đó là những điều sơ suất vì vô tình hay vụng về mà ra. Nếu ta có bằng chứng về lòng xấu xa, độc ác của người muốn hại ta đi nữa, thì cũng nên tự nhủ rằng những người ấy đáng thương hơn đáng trách vì họ thiếu sáng suốt, thiếu căn lành. Và sự thiếu thốn ấy sẽ đem lại cho đời họ nhiều đau khổ lắm rồi. Ta không nên làm cho họ đau khổ hơn nữa. Nếu ta ôm ấp những nỗi bực tức oán thù, thì ta chỉ tạo cho ta thêm nhiều đau khổ, như người bị bắn trúng mũi tinh độc mà không chịu rút ra. Ta sẽ mất ăn, mất ngủ, mất thì giờ, mất bình tĩnh trong công việc làm ăn, tu học. Ta sẽ uôn độc đời ta một cách khờ dại, vô ích, và uôn độc luôn cả gia đình, xã hội trong ấy ta đang sống nữa. Tiến lên một tầng cao hơn, ta phải tập biến dần tánh thù ghét ra thành tánh hoan hỷ. Thấy người khác thành công, ta không ganh ghét, dù đó là kẻ đã làm cho ta đau khổ. Trái lại, ta còn vui mừng với họ, hoan hỷ tán thán sự thành công của họ, nhất là khi sự thành công ấy tiến về nẻo thiện, hướng đến mục đích giải thoát. Tiến lên một tầng cao hơn nữa, ta phải tập xả bỏ những gì ta quý báu, dù là vật chất hay tinh thần. Có bỏ bớt hành lý nặng nề, ta mới đi xa được, mới lên cao được. Nếu ta ôm giữ một cái gì thì cái ấy chỉ làm vướng chân ta níu ta lại. Trong đời ta thường thấy những người giàu có bao nhiêu, chức phận bao nhiêu, lại bận bịu vương vấn bấy nhiêu, như chim vướng phải lưới, càng gỡ càng mắc thêm. Về phương diện tu hành cũng thế, những người chứng được quả này quả khác mà chấp chặt quả ấy, thỏa mãn với sự thành công của mình. Những người cố chấp như thế không bao giờ tiến được xa.
Cho nên người Phật tử phải tập xả dần, xả tất cả. Con tầm sở dĩ thành bướm bay lượn đó đây, vì nó đã rời bỏ cái kén. Dù đó là một cái kén bằng tơ vàng óng ánh, ấm áp, đẹp đẽ, mịn màng, vô cùng. Cùng một nghĩa ấy, Đức Phật có dạy: niệm mà không chấp, có niệm mới là niệm. Hành mà không chấp, có hành mới là hành. Nói mà không chấp, có nói mới là nói. Tu mà không chấp, có tu mới là tu. Kinh 42 chương. Nhưng xả mà buồn rầu thì tốt hơn là đừng xả. Xả không phải là một sự hy sinh thường làm cho người hy sinh phải đau khổ. Xả mà còn tiếc nuối, còn than thở cho cái mà mình đã bỏ đi. Xả với bộ mặt buồn rầu, than khóc như kẻ đi đưa đám ma. Xả như thế nào có ích gì? Xả phải đi đôi với hỷ, phải xả với vẻ mặt hân hoan, vui mừng như người tù khi tháo gỡ được xiềng xích. Ta sung sướng vui mừng vì thấy mình nhẹ nhàng, khoan khoái hơn trước. Xả là một cử chỉ tháo gỡ để được giải thoát, cho nên ta vui mừng, chứ không phải là một sự trói buộc mà phải khóc than. Phát triển được tánh hỷ xả như thế, tức là dưỡng tánh hỷ xả của Phật mà ta đã sẵn có ở trạng thái tiềm tàng trong ta.